Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Dự Khảo một lần nữa. Và không gì hơn thì kính chúc anh em một buổi xem video vui vẻ em ơi. Và ngày hôm nay chúng ta cùng trở lại với một video sau đồ cao thủ võ đăng tăng trưởng môn. Đó, một võ đăng tăng trưởng môn. Trước mặt chúng ta là một võ đăng tăng trưởng môn Quang Nhị Ca. Và anh em cùng nhìn sơ qua và chiêm ngưỡng sơ qua cái cách tăng điểm tiềm năng và kỹ năng của cao thủ này nha em ơi. Và nhìn sơ qua thì chúng ta đang thấy rằng cao thủ này đang có cho mình 5 kỹ năng vốn có này mà. 5 kỹ năng vốn có là sao? Ở đây là chống phái 30 điểm, cộng với 5 là thành 35. Và skin thiên địa dục cực 20, cộng 6 là 26. Đó. Rồi, tiếp tục là skin 120, 20 cộng 5. Thì hiện này đang có 5 kỹ năng nha mọi người. Và lý do tại sao thiên địa dục cực 6 cấp thì chúng ta cùng nhìn sơ qua. Thì đây là điểm kỹ năng rồi. Thì bây giờ chúng ta đến điểm tiềm năng. Tiềm năng thì ạc này đang có cho mình là 296 sinh lực, sinh khí. Và tiếp tục có cho mình là 1089 điểm tiềm năng ở phần nội công. Thì lực tây của ạc này đang có cho mình là 5964 và 5710. Và tốc độ đánh đang đạt tốc 81 nha mọi người. Ạc này đang đạt tốc 81 nha em ơi. Anh em đang xem thì đừng quên like anh em ơi. Like chia sẻ mạnh ủng hộ video này giúp cả mọi người ơi. Và đừng quên nhấn chia sẻ mạnh để nhiều người biết đến cao thủ Quang Nhị Ca tăng trưởng môn võ đăng của mấy chủ S8 Phật Sơn Ký Sử, sau khi gộp về mấy chủ E9 Giang Sơn Ký Sử nha mọi người. Và đây là anh em cùng nhìn sơ qua đó, đạt mốc 81 nha. Và chúng ta cùng nhìn sơ qua sơ đồ nha. Sau khi chúng ta chiêm ngưỡng sơ qua điểm kỹ năng và tiềm năng rồi, rồi chúng ta cùng nhìn sơ qua sơ đồ. Thì lượng kháng của ạc này vừa rồi chúng ta còn quay đi chưa quên nói những hướng kháng. Hiện tại hướng kháng này đang có mình 75 cộng 3, 75 cộng 2, 75 và kháng hồi 75 cộng 2, kháng độc 75. Thì đó là hướng kháng của chúng ta trên người là đang có thêm cái bách quả lộ kháng tất cả 15 đó mọi người. Nên là kháng lên cũng khá là cao. Còn theo khả nghĩ nếu trung bình là khoảng 75 cộng 2, 75 cộng 1 và kháng lôi khoảng 7x hoặc là 70, 75 gì đó. Kháng họ khoảng 75 cộng 1 đó. Rồi ok, chúng ta cùng nhìn sơ qua xếp đồ nha em ơi. Đầu tiên chúng ta cùng thấy thì sau khi lên tăng trưởng môn thì ạc này sẽ có cho mình đó là một ấn tín này mà. Một ấn tín võ đang tăng trưởng môn kháng tất cả 5 và thiên địa vô cực 1 cấp và nhân kiếm 1 cấp nha em ơi. Đó là skin 9x sẽ được 1 cấp và hạn sử dụng là khoảng 20 ngày. Và sau khi kết thúc 20 ngày thì sẽ hết cái ấn này và sẽ tiếp tục tăng những môn tháng mới nha em. Cứ 1 tháng sẽ diễn ra 1 lần. Rồi, sau khi ấn xong thì chúng ta sẽ xem đến một cây vũ khí. Hiện tại đang sử dụng cho mình một cây vũ khí Hòn Mỹ Lân Tiệt. Hòn Mỹ Lân Tiệt. Đó, Hòn Mỹ Lân Tiệt. Và cái này thì đang chế độ mát là 200 200, loa sát 250 và thời gian chóng 50. Cái vũ khí này cũng hơn 2 triệu rưỡi này, 2 triệu rưỡi này nè em ạ. Rồi, tiếp tục sử dụng cho mình là một set ông ban, có thể nói là một set ông ban cực phẩm Hòn Mỹ tương đối đẹp anh em ạ. Một dây chuyền kháng tất cả 20. Kháng lôi 15. Một ngọc bội kháng tất cả 5, kháng độc 30, 200 sinh lực nội lực. Hiện tại này có thể nói là mắt tương đối nè mà. Ngọc bội và dây chuyền mắt hoàn toàn cực phẩm Hòn Mỹ luôn. Tiếp tục đó là một cái nhẫn cực phẩm ông ban 30. Không bằng. Tiếp tục là một nhẫn cực phẩm ông ban 30 kháng hỏa. Có thể nói là một set cực phẩm quá đẹp. Cái này chưa lên Hồng Mỹ đó, hai nhẫn này chưa lên Hồng Mỹ nè mà. Nếu lên Hồng Mỹ thì sẽ được thêm sinh lực nữa thì sẽ khá tốt cho võ đăng. Đó. Rồi. À, nhìn sơ qua thì cái set ông ban này thì trị giá nó cũng khác đó anh em à. Dây chuyền hồi xưa bèo lắm cũng vài chục triệu nè mà. Cả set ông ban này phải nghĩ trên dưới 50 nè mà. Set ông ban này phải trên dưới 50 triệu, trên dưới 50 chai. Tại vì đắt nhất là cái ngọc bội với cái dây chuyền này không đã hơn gần 50 rồi. Còn hai nhẫn này chưa tính đó nè. Bèo bèo cũng có là 20 củ hơn rồi đó. Bắt đầu hơn toàn. Quá khét luôn. Rồi, sơ xếp đằng 3 này chúng ta cho tạm giá khoảng 50 hơn đi. Rồi, với cái vũ khí này khoảng 2 triệu đây, 52 đó. Tiếp tục là một cái áo nhu tình cực phẩm. Áo này nhu tình cực phẩm tầm này sẽ vừa khoảng tầm giá khoảng 2 triệu rưỡi. Thì sơ là đã nằm gần 55 củ rồi nè mà. Rồi, tiếp tục là một bao tay kim quang 2540, sinh lực lực thời gian hồi xấu. Bao tay kim quang hạn sử dụng 3 tháng. Thì bộ tay này server khoảng tầm đấu giá này nọ khoảng tầm vừa rồi anh đấu giá 135 kim thì tương đương khoảng tầm 8 triệu anh em à. Bao tay này 3 tháng 8 triệu thì tương đương cho 9 triệu cho nó tròn đây. Khoảng 9 triệu đây. Thì cứ 1 tháng trung bình khoảng 3 triệu Việt Nam đồng. Hạn sử dụng 3 tháng mà anh em, cứ 1 tháng tốn 3 triệu. Đó. Thì trung bình 1 ngày tốn 100k Việt Nam đồng để sở hữu bao tay thời hạn này. Đó, 9 triệu nữa thì gần 60 mấy củ rồi. Tiếp tục là một cái nón thủ lý 25 làm 140, nón xanh nha anh em. Nón này không phải là nón của liên đấu, tại vì nón liên đấu nó sẽ mất 200 200 và 2540. Còn cái này là nón đánh ra cũng như là nón mua được.
thì cái nón này anh ta mua chắc hạn nghĩ chắc cũng bèo lắm, phải một nửa giá của nón liên đấu hoặc là hơn một chút. Ví dụ như nón liên đấu 10 triệu mắt độc toàn bộ thì nón này thì hạn nghĩ chắc cũng tầm 5 đến 7 triệu đó. Quá dữ, nhìn sơ qua thì cũng đã hơn sáu mấy chai rồi, tính ra sức đồ anh quá khét nè, mà sáu mấy triệu à, quá ok luôn. Rồi tiếp tục là một cái đai lưng phần thủ lý 21-40, thì đai lưng này cũng hàng hiếm nữa mà, thực sự hai món này quá đẹp rồi, hai món màu xanh, phiên bản màu xanh hai món này quá pin rồi nè mày, kèm với bộ tay này đạt 120 đồng chậm, quá khét. Đai lưng này bèo lắm cũng hơn 4 củ cho đến 5 củ nè mày, quá dữ luôn đó, gần 70 triệu cho anh em rồi đó. Một đôi giày, một đôi giày tóc 34, sức lực cao, khăn chón kháng hỏa, lực có cho mình lượng chón 40, kèm với cái vũ khí này là 90 chón, đạt móc 80 chón, quá dữ luôn, quá kinh khủng. Rồi kèm với một cái con ngựa sinh lực 1000 nha, con ngựa này đặc biệt nha, người này sinh nhật một sinh lực 1000 và đang được bảo hộ với giá là 10 triệu đồng đồng, đã ép lên kháng tất cả 7. Nếu mà ngựa thường á mọi người, nếu mà ngựa thường 500 máu nha, thì con ngựa này nó đã có giá là 8 triệu Việt Nam đồng rồi. Con ngựa này là đã được Adder bảo hộ nữa và đã cố gắng nâng cấp lên cấp 5, kháng tất cả 7 thì con ngựa này bèo lắm cũng hơn 20 chai nè mà, 15 cho đến 20 triệu con ngựa này. Nói chung là tổng set đồ này cũng khá là khác nè mày. Tổng set đồ này cũng hơn gần tính ra là hơn 8 mấy triệu rồi. Chưa tính ạc nè mày, chưa tính ạc là set đồ này gần 100 chai rồi đó. Quá dữ luôn. Sự set đồ quá pin. Anh này tối nào đánh ông kiếm auto top luôn nè. Đồ quá đẹp luôn nè, đồ xanh mà những cái này sự quá pin luôn. Tuy rằng nó không được bằng những trang bị đồ này nọ, nhưng mà thực sự nhìn vào chiếc đồ này, nếu mà chơi giờ đang thì Khải cũng đang chạy giải luôn nè mà. Quá đẹp. Rồi, tiếp tục là một cái mặt nạ kháng cảnh 5. Một trang sức tăng thêm cho mình 200 sinh lực và một kỹ năng một cấp từ phi vong. Đó. Thì nhìn sơ qua thì trên ạc này đáng 5 kỹ năng cũng có, thì ở đâu? Là áo nhu tình 1 cấp. Đó, phi vong 1 cấp là 2. Đó, kèm với càng khôn trong người là 4 cấp và kèm với sơn hà 3, một cấp nữa là 5 cấp nha anh em. Đó, hiện tại này đang tăng trưởng môn của môn khóa giờ đang với chính thức lên ngày hôm qua. Và thực sự là một ạc rất là khủng, rất là khỏe nè mà. Đó, quá ok luôn. Rồi. Anh em xem video này đừng quên để lại cho cao thủ Quang Nhị Ca một like và chia sẻ nữa, và đừng quên kích ngay vào nút like chia sẻ ủng hộ video Khải mạnh để Khải tiếp tục ra những video sâu đô những cao thủ hot cũng như là những cao thủ có tiếng có tâm ở cùng mấy chủ này cho anh em xem. Và đừng quên mấy chủ khả năng tham gia đó là trang chủ game Công Thành Chiến Xưa.net, một trong những phiên bản hoạt động một ạc tây không kéo xe nha. Anh em lưu ý là phiên bản này không kéo xe nè mày, di chuyển một ạc duy nhất nha mày, không kéo xe nha. Và tái hiện là Giả Lâm Chân Kỳ phiên bản đồ xanh, có thể nói rằng chuẩn nhất của phiên bản 2.5 2.6 nha mày. Đó. Đó, quá đẹp luôn, xe đồng ba quá dữ dằn. Con ngựa này thực sự đường môn đi cũng khá thèm nè mày, với 500 máu hơn những con ngựa thường thì con ngựa này quá đẳng cấp. Rồi, anh em xem like đừng quên để làm like chia sẻ cùng nhau anh em ơi. Và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh nha anh em ơi. Và Khải vừa làm cái kênh TikTok á, cái gì anh em kích vào link ghi bên dưới anh em, cho Khải một follow TikTok ủng hộ cho anh em ơi. Chắc vài hôm nữa hay là vài hôm gì đó, vài tháng nữa chắc là Khải sẽ like TikTok anh em. Thì hiện tại đã like rồi, nhưng mà cái lượng like view trên TikTok không được bao nhiêu á. Mong anh em ủng hộ TikTok nhiều tới để Khải like trực tiếp TikTok cho có độ tương tác cao hơn anh em ơi. Rồi, kính chúc anh em một ngày mới vui vẻ và đừng quên like chia sẻ mạnh em ơi. Ok. Và bây giờ sau video này chúng ta sẽ đến tiếp tục một cao thủ tiếp theo, thì anh em sẽ chờ đợi video tiếp theo nhé. Ok, cộng tổng vọng. Hiện tại với cấp này thì mắt hết rồi người em ơi. Tổng vọng là nồi lực hộ thân là tăng mắt là 100 điểm hết rồi. Không gì đó cộng nữa luôn em ơi. Mắt rồi, mana 19k, máu 3k. Quá dữ. Rồi. Quá đẹp nha anh em.